thiệt là hay quá đi. Chương thứ nhì, thiếu niên hành. Ê, ba đại ca, công tôn sách, ăn thử coi món này em nấu được không? Là gì vậy? Là nhất đoàn hòa khí mà anh dạy em đó. Hãy ăn thử coi, trong này có mùi lá sen nè. Ê, đã mấy chục ngày rồi, ta làm sao trả lời cho Liêu Dương đây? Không thôi, chúng ta bao chỗ này cho quan thượng đi, để quan phủ điều tra phục chúng ta. Vậy đâu có được, lỡ lộ phong phanh ra ngoài, Liêu Dương đòi người thì tính sao? Ê, Liêu Dương đòi người là chuyện nhỏ, ta chỉ lo Ngạo Tuyết rơi vào tay chủ mưu vụ án Liêu Sứ, chắc chắn giữ nhiều lành ít thôi. Không đến nỗi đâu. Nếu như chủ mưu vụ án Liêu Sứ có hành động, trong giang hồ ít nhiều gì cũng có manh mối, nhưng mà gần đây không có nghe nói gì hết. Điều tra rồi à? Ừ. Các anh em Tiểu Long Trại tuy rằng đã giải tán, nhưng mà họ lại trở về cố hương là tai mắt tốt nhất. Họ cho biết gần đây không có tin tức gì của Ngạo Tuyết cả. Đi! Vô trong. Chuyện gì? Cái người này lãng giải trước cửa nửa ngày rồi. Nói, ai kêu người tới? Tôi đến để đưa thư. Đưa thư? Có người nhờ tôi đưa bức thư này giao cho Bao công tử. Ta là họ Bao. Nào, tìm. Hả? Ngạo Tuyết? Liêu Quốc công chúa rời khỏi phủ Khai Phong đã hơn một tháng, sao không có người đến kiếm? Thiệt là hết nói nổi. Bây giờ công chúa trong tay của ta, hãy mau lấy đầu của Triển Chiêu Bao Chuẩn, công tôn sách đến trao đổi. Chết rồi, Ngạo Tuyết thật sự bị người ta bắt cóc. Chưa chắc là vậy. Bức thư này rõ ràng là do Ngạo Tuyết viết mà. Phải, trong thư ghi sao lại không có người đi tìm kiếm, thật là vô lý. Ngoài Ngạo Lương ra, ai viết thư này chứ? Nhưng mà trong thư không có nói là cổ đang ở đâu hả? Biết như vậy lúc nãy tôi không cho cái người đó đi. Còn có một bức nữa. Ta đây hoành đao hướng thiên hạ, đang tìm chỗ quán cư ứng hữu. Thâm ý tại kỳ trung, thiên sanh ngã tài, tất hữu dụng. Hey, công chúa mang gì này đúng là không có ăn hậu. Để viết bài thơ bằng trá không có. Hey, vô duyên. Ấy con à, nghe nói có tin tức của Ngạo Tuyết hả? Phải, chúng ta đi tìm cô ta đi. Nhưng mà bức thư này không ghi gì hết, chúng ta làm sao mà kiếm hả? Mẹ, không cần đi nữa, ở nhà lo vườn rau vườn thuốc gì đó đi. Tụi con hãy về liền thôi. Mọi người tôi xếp hành lý chuẩn bị xuất phát đi. Được. Nè, đi đâu vậy? Trên thư có ghi mà. Để ta coi. Ê, ghi cái gì? Thì ra kiếm mấy lâu, Ngạo Tuyết ở Ưng Thiên Phủ. Ưng Thiên Phủ này đông người thật, náo nhiệt quá. Phải ha, Ưng Thiên Phủ lớn như vậy, làm sao kiếm Ngạo Tuyết đây? Nè, làm gì vậy? Thì ta sửa soạn đó. Hai tháng không gặp Ngạo Tuyết, ta phải để lại ấn tượng tốt cho cổ. Ngạo Tuyết nhất thiết không muốn gặp người đâu. Ta biết mà, cho nên cần phải để cho cổ chú ý hơn nữa. Đây hình như họ đang đá cái gì đó. Không biết hay sao, tụi nó đá banh mây, là môn thể thao bây giờ đang thịnh hành. Không được dùng tay, chỉ dùng chân. Hả? Ê! Ê dồ! Hi! Thì là cái đồ không có mắt, đá bậy đá bạ ngoài đường. Nha, mau trả banh lại đây. Này tiểu tử, ngươi lấy banh quăng vào đầu của ta không xin lỗi mà còn làm dữ hả? Triển Chiêu, chỉ là đứa nhỏ, chấp nhất làm cái gì? Thôi bỏ qua đi, trả banh lại cho nó.
Không trả. Không trả sẽ kiếm người đánh ngươi. Hả? Tiểu tử, tại sao mất dạy dữ vậy? Kêu cha mẹ ngươi tới đây. Đi chiều mà trả nó đi. Trả đồ lại đi. Mở đi, trả lại đi. Trả lại đi. Trả nó đi mà. Trả đi. Hắn giật mình của tôi chính là họ đó. Phải rồi, chính là họ. Cái người này tóc tay gì kỳ vậy? Không biết sao. Đây là đầu bính thịnh hành nhất bây giờ đó. Công tôn sách, sao anh biết nhiều quá vậy? Đại tống Lưu Hành Phong đọc rất là bổ ích. Nè, sao các người lại giành banh với mấy đứa con nít vậy hả? Thấy như người còn trẻ tuổi, chắc là cha của tụi nó phải không? Xem chừng ra các người từ nơi khác đến cho nên mới không biết ta. À, phải phải. Ngươi là cái thứ gì? Cần gì phải biết ngươi? Triển chiêu. À, chúng tôi đến đây tìm người, không muốn gây sự. À, xin hỏi vị đại ca kia tôn tánh đại danh? Anh dân sư của chúng tôi là thiên hạ đệ nhất tốt. Gió hẹp, em biết trong giang hồ có cái người này hay là không? Nghe nói thiên hạ đệ nhất đầu, đệ nhất kiếm, đệ nhất cướp, chứ không có nghe đệ nhất túc cầu. Kể nó đi, chân gà chân vịt gì kể nó. Nếu nhà ngươi là đệ nhất túc, chắc nhà ngươi giỏi lắm phải không? Nhà ngươi có thể thử đó. Nam quyền bắt cướp, ta đều thử hết. Nếu như nhà ngươi nói láo đó hả, thì ta sẽ cho ngươi một bài học. Trên chiều không được gây sự. Tránh ra, tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi. Không được, không được. Nhà ngươi nó đánh lộn, ta sao lại đá banh? Triển chiêu nè. Các người muốn đánh lộn hả? Ta đây sẵn sàng. Lết. Cứ nên nè. Làm gì vậy? Chúng tôi từ nơi khác đến, không muốn gây sự ở tại địa phương đâu. Thôi thì chuyện lớn quá nhỏ, làm bạn với nhau đi. Các người nghe cho rõ đây, Ưng Tiên Phụ có thể làm mất lòng hết mọi người, nhưng không thể làm mất lòng trái banh này. Đi. Nha. Nè, đừng có đi. Cứ giờ ra đây đánh cho đòi nè. Nè, Triển chiêu. Triển chiêu, đi. Bên mây diễn tứ từ trái cầu. Một đội bên mây có 6 cầu thủ, cho nên có 2 người tấn công tiền phòng, 2 người phòng thủ hậu vệ, 1 người giữ trung vệ. Ngoài ra, 1 người ở lại giữ khung thành. Cái gì mà giữ khung thành? Là gì? Phần cuối sân banh có 2 khung thành của 2 bên. Trong đó có cái rổ và khung thành, 1 điểm và khung thành, 2 điểm vào rổ. Cả người lẫn banh vào trong rổ thì được 3 điểm. Đội nào được trước 3 điểm kể như thắng. Ồ, như vậy phải đá vừa mạnh vừa chính xác thì mới được hả? Đương nhiên rồi. Ngoài thủ môn ra, mọi người đá bằng chân, không được dùng tay. Nếu đụng là bị phạt ngay. Tay không thể đụng banh thì làm sao chơi? Dùng chân đá, dùng đầu đội. Hỉ, Triển chiêu từng thử rồi, có phải không? Ê chà, chẳng trách thiên hạ đệ nhất tốt được sùng bái. Có gì mà vui chứ? Chẳng qua một đoàn người giống như là chó chạy tới chạy lui quanh khung thành. Thiệt vô duyên. Tôi đi hỏi thăm tin tức. Lúc đó hắn ta lạng banh giữa các những người khác. Chữ quầy à, có thấy người con gái tên là Ngạo Tuyết hay không hả? Luôn. Hay ghê lắm, đá mạnh một cái, người chụp anh té xuống luôn. Thì phải, thì phải, hay quá đi. Nè, còn nữa. Nè, chữ quầy à, đừng có nói nữa. Chúng tôi chưa thấy nhưng mà hấp dẫn vào khung gỗ. Cái đó dễ dàng thôi. Chữ quầy, xin lỗi có thấy. Tính tiền hả? Ta không tiền đủ tới làm phiền chúng tôi. Nè, còn một màn hấp dẫn hơn nữa. Hắn vào cái lúc nguy hiểm nhất đã nhảy lên dùng cái đầu đội trái bóng vô trong rổ đó. Thì tất cả những hành động liên tục xảy ra. Hôm qua đội Bạch Dân toàn thắng, ta kiếm được 20 lượng đó. Vậy à, phải rồi, rồi cái nó đi rồi Bạch Dân hôm nay vô địch đó. Đúng rồi, biết mình thắng đội Bạch Dân đi. Đúng mà, rồi, phải không? Trời đó hay lắm. Tôi không hiểu, người của Ứng Tiên Phủ suốt ngày không làm gì hết, chỉ nói về banh mây mà thôi. Ai nấy đều lơ là với công việc. Nè,
Y Chin Bin, tự hào là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến tại châu Á. Chúng tôi hiểu rằng uy tín là điều quan trọng nhất mà một công ty trò chơi trực tuyến phải sử dụng với khách hàng. Hơn hết, chúng tôi đặc biệt trân trọng sự tin tưởng mà khách hàng đặt vào chúng tôi trong một môi trường chơi game trực tuyến đầy thách thức như hiện nay. Truy cập ngay bài trên trang web chào niềm tin nhận thái lộc. Bạn mày vô duyên như vậy, tại sao người ta mê chứ? Đó là trò giải trí của địa phương. Ta sao lại bài bác vậy? Bởi vì anh đã bị bên mày đá vào mặt hai cái, cho nên anh ghét. Sai, là ba lần đó. Đừng quên nha, con nít cũng có lần nữa. Cười cái gì, cười cái gì? Có gì đâu mà cười. Nè, vậy có biết làm sao đá banh mây để mà kiếm tiền hay không? Chắc là không biết đâu. Thì thua banh sạch rồi. Bây giờ đem con để bán và lấy tiền cho banh nữa. Thề thảm thiệt, thề thảm quá. Hóa ra, người của Ấn Thiên Phủ mê đá banh mây, còn mê cá độ nữa. Chuyện chiều, hồi nãy người hỏi ta làm sao mà kiếm tiền. Thật nghĩ đây không làm cách. Phải, chính vì vậy, thật sự có thể làm giàu. Thì bán không có ai mua hết thì là tội nghiệp. Nhỏ xíu à. Nhỏ quá, đâu có ai mua đâu chứ. Thiệt là tội nghiệp. Số tiền này cho ông nè, đừng bán con nữa. Được, được, được. Không bán nữa, không bán nữa. Nhưng ông hãy hứa tao một việc. Đừng bắt cá đồ banh nữa. Được, 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 được. Tôi không bài bạc, không chơi nữa đâu. Tôi không chơi nữa. Cờ bạc hại người lắm, cờ bạc hại người lắm. Ông thiệt là người tốt đó. Báo đây, báo đây. Banh mày có mỗi ngày mỗi tờ một cắt bạc nè. Báo đây, báo đây. Banh mày mỗi ngày mỗi tờ một cắt bạc nè. Mua đi. Thưa tên tờ. Cảm ơn. Nè, cái này là cái gì? Đây là ký cầu lục. Ghi là tất cả sự kiện banh mày sẽ ra hàng ngày để mọi người theo dõi. Kỷ lục của đội banh, tất cả đều ở trong này. Đi coi. Báo đây. Công chúa bí mật ngày hôm nay thống lãnh đội bạch dân xuất chiến đội nguyệt cung. Hey, lại là công chúa banh mày. Người đó là ai nữa đây? Tại sao cũng nhắc tới cổ? Công chúa banh mây. Lúc nãy trong quán ăn, tôi nghe người ta bàn về công chúa banh mây, nhưng mà đáng tiếc, công chúa này không phải là người mà chúng ta đang đi tìm. À, đi con đá banh mây đi, sắp bắt đầu rồi. Đá banh mây, đá banh mây đi. Đá banh mây, đá banh mây đi. Sắp bắt đầu rồi, mau lên, mau lên. Wow, đá banh kìa, đi bao đi, đi bao đi, đi bao đi. Nè, 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 mình đã kiếm họ tuyết mà. Vô hàng à, nếu như người tuyết đến thức ứng niên phủ, chắc chắn không có qua vui vẻ gì đâu, chắc chắn mà. Bên này, bên này, bên này nè, 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 bên trò chơi vô duyên, tôi không mê đâu. Vé số nào, mua vé số đi. Vé số 1855 nè. Vé trắng là đội bạch dân, còn vé đỏ là đội quyền cung. Mua vé số đi. À, tôi mua nữa, cho tôi 1 tấm. Cho tôi 1 tấm đi hả? À, tôi mua bạch dân. Tôi mua nguyện cung. Nè, 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 nè. Qua. Nè, 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 tôi mua nữa. Nè, nè. Bán sao vậy hả? Coi coi. Vé trắng là đội bạch dân, còn vé đỏ là đội quyền cung. Mỗi tấm 5 cắt. Nếu mà coi đá banh á, thì coi đá banh đi. Nhưng tại sao còn phải mua vé số này chứ? Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Biết đâu chừng còn trúng giải, tiền thưởng rất là cao. Hey, họ đang làm gì? Mấy người này là đội chuyên làm. Hả? Là gì? Ủng hộ đội nhà của họ đó. Ráng lên! Hình như đúng à. Này, chuyện gì bắt đầu chưa hả? Đi đâu vậy? Mua vé số rồi à? Kiếm tiền thôi mà. Ai cũng thấy đội bạch dân thắng, ngươi là một nguyệt cung, chắc chắn thua đó, đồ ngu. Nhà ngươi mới ngu đó, trái banh tròn mà, người nào thắng người nào thua chưa có biết. Hơn nữa, bây giờ một đành năm, nếu như tôi thắng, tôi sẽ mời các người vào quán ăn heo sữa quay, nhưng không mời ngươi. Ta không thèm đâu. Được, có đồ ăn là được rồi. Quý vị khán giả, thi đấu sắp bắt đầu.
Người ra sân trước tiên là đội trưởng của đội banh Bạch Dân và nhân viên thủ môn Dân Tráng. Sau đó là ra sân là hai hậu vệ của đội Bạch Dân, Dân Dân và Dân Thủy. Đó không phải là thiên hạ đệ nhất túc sao? Chính là nó. Xem ra Bạch Dân sẽ thắng. Các chị hương thân, người tiếp tục ra sân chính là tiên phong nổi tiếng nhất của đội Bạch Dân, công chúa Ban Mai. Ngạo Tuyết mà chúng ta quen sao? Thật là không ngờ, ngay dưới chân của Ngạo Tuyết lại giỏi tới như vậy. Chẳng trách gì gọi là công chúa Banh Mây. Ngạo Tuyết đáng lên, đáng lên. Không muốn đội Bạch Dân thua hay sao? Tại sao lại hô Ngạo Tuyết ráng lên? Tôi đâu có biết, công chúa Banh Mây chính là Ngạo Tuyết. Nếu như biết, tôi đâu có mua đội Nguyệt Cung đâu. Ngạo Tuyết à, ráng lên! Đội Nguyệt Cung 2 điểm. Ráng lên đội Nguyệt Cung, ráng lên, ráng lên đi, ráng lên đội Nguyệt Cung, ráng lên. Sao bây giờ ráng lên cung vậy hả? Phải rồi, Ngạo Tuyết là người của chúng ta, nhưng đội Nguyệt Cung ảnh hưởng tới sự ăn thua của tôi phải ủng hộ đội Nguyệt Cung chứ. Đội Nguyệt Cung ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên đội Nguyệt Cung, ráng lên, ráng lên. Đội Nguyệt Cung đã vô một trái banh nhưng mà không vô rổ giữa nên chỉ 2 điểm mà thôi. Bây giờ tạm thời đội Nguyệt Cung đứng đầu 1 điểm, bây giờ đội Nguyệt Cung 2-1. Cung ráng lên. Cô Hán Kiệt, quá hấp dẫn đi. Cùng chúa Banh Mây đá kiểu này thật là độc đáo. Nếu như cả người lóc banh vào khung thành, như vậy có thể được 3 điểm. Nhưng cô ta chỉ có 1 điểm thôi. Bởi vì thứ môn Nguyệt Cung thật sự lợi hại, đã ôm được trái banh, cho nên chỉ có 1 điểm thôi. Ráng lên! Tôi thắng rồi, ráng lên! Tôi thắng rồi! Hay quá, hay quá! Dân
đánh vô rồi. Kết thúc trận đấu. Hay quá, hay quá. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Thắng rồi. Đội Nguyễn Cung Ba hay thắng cuộc. Đội bánh này thật sự là cho người ta khó quên. Trời ơi, trời quá vậy. Đội Bạch Dân này chơi dở ẹt à, làm thua gần hết tiền luôn. Ê, tôi hết tiền rồi. Bây giờ tôi thua rồi, cuối cãi là tiêu tan hết rồi, thiệt tình à. Ê, đứng lại, này đứng lại. Đội Bạch Dân, nè, đừng mà, bỏ mà, đừng đi. Đừng, bỏ đi mà, nè. Chuyện gì? Ý chà, tôi điên hết rồi đó. Thật là quá đáng, thua Bạch lại đòi giết người. Phải. Trong Ấn Thiên Phủ, ai cũng đam mê đá banh. Có nhiều người một đêm trở nên giàu có, có nhiều người nhà mất vợ mất. Hì, xem kìa, có người thu tiền nhảy xong đó. Ai có gì thì nói được, cản tôi để tôi chết. Nè, trả tiền lại cho tôi đi, tôi hết tiền rồi, đừng bắt con trâu của tôi chứ, trả trâu lại cho tôi. Có chơi có chịu, không có tiền mày đặt chơi nữa, đi chỗ khác đi. Nè, người đó là ai mà không hết quá vậy? Các ngươi biết hả, hắn chính là con trai của tri phủ đó, là cái nhà lớn nhất ở đây. Ồ, chính là nó đó hả? Phải. Đúng như vậy, cho nên ở trong huyện này, hắn ta là người có tiền và có thế lực lớn nhất ở tại Ứng Thiên Phủ. Tôi biết ổng chứ, tôi đã thua về cho ổng đó. Thua con dê mà nhầm gì, tôi thua luôn cả căn nhà đi kìa. Vậy hả? Thì đó. Phải lắm rồi. Đúng. Đi nè. Đá banh mày thêm vào bài học, mọi chuyện không đơn giản đâu. Hừ, tôi thích cá banh. Hồi hộp, hấp dẫn, làm cho hăng máu lên. Đủ rồi nhờ, anh không phải ghét bên mày lắm hay sao? Tôi chỉ ghét thiên hạ để nhất túc mà thôi. Hơn nữa, bây giờ lại có một công chúa bên mày rất dễ thương. Đủ rồi, lập tức đi tìm công chúa bên mày dễ thương kia đi. Được. Có lầm lẫn hay không? Thua cho một đội banh nó không có nổi tiếng gì hết. Tôi thật không có hiểu, không biết các người có lầm lẫn hay không. Dương Sơn, nhất là anh đó, thiên hạ để nhất túc. Ngày hôm nay tại sao đá tệ quá như vậy? Giống như là con cua gãi càng, đá không có chính xác. Dương Tri, anh cũng như vậy nữa, tại sao giống như là không có tinh thần? Còn anh á, tệ hơn nữa, khung thành mở rộng, làm thủ môn gì mà kỳ vậy chứ hả? Được rồi. Chẳng qua thua quân đội thôi mà, đừng chơi nữa. Bạch Đường chủ, ông cũng kỳ nữa. Ông là quân luận viên, các người đó không có chịu đá. Ông lại còn dung túng cho họ nữa. Lâm Thúc, cho tôi ly trà đi, tôi chửi đến nỗi mệt rồi. Cha, nấu tôi uống nước mát kìa. Được. Trà đây, các người muốn uống nước mát hả? Nè, mời tự nhiên. Cảm ơn Lâm Thúc. Ngọc Thuyết, hôm nay cô giỏi thiệt đó. Giỏi ăn thua gì? Mấy người kia tệ quá đi. Nè, uống nước mát đi. Uống đi. Tránh ra. Ta không có tâm tình để uống. Nha, Tiểu Phước Lộc. Dương Sơn, tại sao lại làm dữ? Tiểu Phước Lộc là mất lòng anh ở chỗ nào? Ngọc Thuyết không sao đâu, ta không sao. Đó tệ như vậy còn làm dữ nữa. Nói cho anh biết nha, Tiểu Phước Lộc đó còn giỏi hơn anh đó. Tiểu Phước Lộc là cái thứ gì chứ? Hắn có gì có thể so sánh với ta? Ngươi còn nói nữa. Đừng nghe nữa. Công chúa bên mày có đi không? Không có, đi đi. Chúng tôi tìm cô ta so tài đó. Ngươi bà chuẩn à? Chuẩn chiều. Công tôn sách, các người tới hay quá đi. Tới đây đứa em đó. Nha, em biết rõ anh đã hiểu được câu đố của em. Đương nhiên. Hay quá đi. Hay quá. Bây giờ đúng ra em buồn bực ở trong người. Bây giờ gặp được các người thì hay quá đi. Thật sự không ngờ các người thông minh tới như vậy kiếm được em. Hay quá. Nè, các người đọc mấy câu thơ của em đoán được ở chỗ nào vậy? Nè, nói cho các người biết nha. Mấy người ở đây á, bởi vì thích đá banh cho nên em mới đá hay luôn. Cũng may Tiểu Phước Lộc chị Lâm Thúc làm việc có tại đội banh đó, cho nên họ mới giới thiệu em vô trong đội banh Bạch Dân. Cô gái Phương Bắc các cô, từ nhỏ đã chơi banh trên sân cỏ, cho nên luyện được nghề đá banh rất là hay. Nè, các người không biết đâu, em đá giỏi lắm, ai cũng gọi em là công chúa banh mây. Lát nữa các người sẽ thấy sự lợi hại của em, đi mau. Công chúa banh mây tặng cho cô. Cảm ơn. Tới Nghênh Hưng Diện rồi. Nghênh Hưng Diện là gì? Chỗ nào hả? Nói cho các người biết, đây là chỗ rất tốt, gia đình của mẹ nuôi tôi, cho các người sáng mắt vào trong coi thử đi. 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 Thôi mình đi về nhà đi hả? Đi. Ê nè, uống rượu nè. Qua đây đi Ngọc Tuyết.
Mẹ nuôi. Ây giờ Ngạo Tuyết. Mẹ nuôi. Con gọi là mẹ nuôi à? Phải. Vậy rồi hả? Chỗ này đẹp quá, là cái diện đó hả? Đúng, chỗ này là của mẹ nuôi tôi. Ngạo Tuyết, lần này đội banh bị thua phải không? Mẹ nuôi à, thôi đừng có nói chuyện đó nữa, để con giới thiệu cho nha. Mấy người này á là bạn của con từ Khai Phong tới đó. Ây giờ, người nào người nấy đẹp, trai đẹp, gái quá đi. Thiệt là trai tại gái sắc đó nhà. Chỉ là người hơi đèn chút. Ta đèn ăn thua gì tới bà chứ. Nè, để tôi giới thiệu nha. Đây là bà chủ của Nghinh Hương Diện, tên là Hương Cô. Hương Cô? Ừ. Dùng để xào đoan hả? Ta hả? Ta là cô có mùi thơm phận phức đó nha. Nè, mẹ nuôi à, hả? Mấy người bạn của con ở từ phương xa tới đây, con nghĩ thời tiết phòng tải trần cho họ nha. Không thành vấn đề. Nè, các cô nương, tiếp khách đi mau lên. Các người cứ việc chọn lựa đi ha, để ta sắp xếp có được không hả? Nè Ngạo Tuyết à, chỗ này tôi đang rất tốt, nhưng mà không thích hợp với chúng tôi đâu. Nè, các người không có biết đâu, kỹ viện này không có giống như những kỹ viện khác. Không có phát hiện ra hay sao? Khách ở kỹ viện này không có giống như những kỹ viện khác đâu. Khác biệt chỗ nào? Đợi tới lúc ăn cơm á, nói cho các người nghe. Đi. Rượu ngon quá. Ây da, ông Chu à. Ông Chu à, thế nào rồi? Tài đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi. Hay quá, hay quá. Lần sau dẫn bạn đến, tôi sẽ tiếp đãi tử tế cho ông nha. Nhớ dẫn họ tới. Được. Đi. Nói cho các người biết, khi mà tôi mới vừa tới Ứng Thiên Phủ, nên xứ lạ quê người, vừa lạnh vừa đói. Sau đó, đã vào Nghinh Hương Diện này, còn tưởng là đại tử lầu. Tôi vào trong này coi thử. Quá ra là chuồng gà. Thiệt là hay quá đi. Ta thấy cổ là một người con gái cô đơn lẻ loi, cho nên mới nhận cổ là con gái nuôi đó. Thiệt vậy hả? Tôi nghĩ bà muốn dụ dỗ con gái nhà lành đó. Không phải, Hương cô không phải bắt gái nhà lành tới làm điếm đâu, mà bà chỉ muốn giúp cho các chị em ở tại Nghinh Hương Diện kiếm ăn mà, hả? Nè nè nè, mọi người cạn ly đi nè. Vì những cô nương có chỗ đứng ở tại Nghinh Hương Diện này, cạn ly. Cạn. Nè, cạn. Ngạo Tuyết, chỉ là con gái nuôi của Hương cô không thôi sao? Bây giờ Hương cô nói cho em biết á, chỉ cần uống rượu chung với khách, tâm sự như vậy sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Trong lòng của em nghĩ á, làm gì mà có chuyện tốt lành tới như vậy? Cho nên em quyết định ra nghề. Vậy thì không có phải. Nè, các người không biết sao, mấy người khách kia đã bị em làm tức chết. Uống ly đi. Nè, uống miếng đi. Làm gì? Làm gì? Ta muốn hùng cái. Dám đánh ta? Cô dám đánh ta? Ta cho người biết, ta còn đánh chết người đó. Cô dám đánh ta hả? Ngạo Tuyết, đánh hay quá. Các người nghe cho kỹ nha. Sau này ai còn làm bậy với các cô gái tại Nghinh Hương Diện nữa thì ta sẽ đập gãy chân tay của các người đó. Nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ rồi. Dạ không dám nữa. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Hây da, Ngạo Tuyết đánh người ta như vậy, từ nay không có khách nào đến đây nữa. Đúng vậy, đây chính là Ngạo Tuyết. Nhưng mà ta cảm thấy Nghinh Hương Diện này làm ăn cũng khá lắm. Hây da, cô không có biết đâu, đều do Banh Mây giúp đỡ đó. Ai cũng biết Nghinh Hương Diện có công chúa Banh Mây, cho nên tới đây để mà coi tôi. Vì vậy cái việc làm ăn từ từ khá lên. Nhưng mà ở tại Nghinh Hương Diện này có ba nguyên tắc. Thứ nhất, không được la lớn. Thứ hai, không được dùng tay chân. Thứ ba, không được uống say. Nếu như ai vi phạm ba nguyên tắc này của tôi hả, tôi đánh cho một trận, đánh cho mềm thay luôn. Đây không phải là kỷ viện sao? Ấy Ngạo Tuyết, nghe nói là chị dẫn nhiều khách tới đây. Dương Thủy, em tới thật đúng lúc để chị giới thiệu. Được rồi, khỏi giới thiệu. Đây là hai hậu vệ của đội Bạch Dân mà. Đúng rồi. Các vị biết ta? Ý, cô nương cũng ở Nghinh Hương Diện hả? Phải, chính tôi đã giới thiệu dân Hương Thủy vào Nghinh Hương Diện đó.
Chào các vị, ta phải ngồi bên cạnh công tử nào đây? Nè, ngồi đi, ngồi đi. Qua đây, qua đây, qua đây. Ngồi đi. Sao đánh ta chứ? Nguyên tắc thứ nhì của Nghinh Hương Diện, không được đụng tay. Thông minh. Nè, uống rượu. Ê, Ngạo Tuyết à, vậy đêm nay họ sẽ ở đâu hả? Cần gì phải nói, đương nhiên là Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu. Hả? Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu? Tôi nghĩ là Thiên Hạ Đệ Nhất Phá Lầu đó. Ê, tôi đừng có kén chọn nữa, bạn của em mà. Làm sao, khá lắm có phải không? Vào trong với em. Ngạo Tuyết, Kim Minh hả? Hả? Ê, Dương Sơn, anh ta đúng lúc. Tôi đã dẫn mấy người này tới ở trọ nè. Là các ngươi Thiên Hạ Đệ Nhất Tốt. Ê, may quá, các người quen biết à. Ngày hôm nay tôi đến đây đã gặp ở ngoài đường. Triển Chiêu còn giao đấu với hắn nữa. Ồ, đánh lộn à? Không phải, không phải, đá banh thôi. Triển Chiêu bị thiệt thòi, bị đá tới nỗi chảy máu mũi. Nè, cái đó đương nhiên các người không biết sao. Dân Sơn á, là Thiên Hạ Đệ Nhất Tốt của Ứng Thiên Phủ. Nè, anh không bị đá đến tơi bời qua lá, cái đó mới là lạ. Cái gì mà Thiên Hạ Đệ Nhất Tốt? Cái ngày hôm nay nó đá bên ngoài sân kìa. Tôi nghĩ nó giống Thiên Hạ Đệ Nhất Phá Lầu này, chỉ được cái tên mà thôi. Triển Chiêu, người cũng có lúc xẻ chân mà. Hôm nay ta không được khỏe, cho nên không hứng thú để đá. Dân Sơn, đủ rồi, bạn bè với nhau mà. Nè, kiếm phòng cho họ ở đi. Ây da, thật sự không may. Chỉ còn có 2 căn phòng thôi, tính làm sao đây? Ê, thôi vậy nha, Võ Hạc, chỉ ở căn phòng này, còn 3 người ở căn này đi nha. Đành phải vậy thôi. Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ đưa cô về phủ khai phong. Có lầm lẫn hay không, mới tới đã đi rồi à? Ê, bên mày vui lắm, Triển Chiêu thử đi. Nè, ý kiến này thì là hay. Tôi và Ngạo Tuyết trở thành một cặp, biết đâu sẽ trở thành hoàng tử bên mày đó. Đúng vậy. Phải, trò bên mày này chỉ thấy trong sách vở, không ngờ chỗ này thành tới vậy. Chúng ta ở thêm vài hôm để ta có thể nghiên cứu. Nghiên cứu gì đây? Im đi. Ngạo Tuyết, cô là công chúa bên mây đã nổi tiếng rồi, ta sẽ có người đứng phía sau vụ án liều xử, sẽ cho người truy sát tới chỗ này. Ây giờ anh tới đây lâu quá rồi, không có chuyện gì hết, không có chuyện gì xui xẻo tới như vậy. Các anh vừa tới làm bị truy sát. Không có chuyện là may mắn lắm rồi. Chỗ này không giống như kinh thành đâu, không an toàn. Lần này chúng tôi đến là muốn dẫn cô về phủ khai phong. Biết trước như vậy em không có viết thơ cho các anh đâu. Đúng rồi, em chỉ muốn các anh tới đây xem quai phòng của công chúa bên mây em thôi. Nhưng không ngờ các anh thật hết nói, tới đây dẫn em đi. Ngạo Tuyết. Nè bảo trưởng, chúng ta lần lại đường xa mới tới chỗ này, khó khăn lắm mới gặp được Ngạo Tuyết. Tôi nghĩ hay là chúng ta nghỉ ngơi vài bữa rồi mới trở về nha. Ta tán thành. Nè, không lên tiếng là đồng ý đấy nha. Khuya rồi, đi ngủ đi. Đi 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 đi, mau về phòng đi. Đi 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 đi.